Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại án Việt Á chạy tội cho quan tham, Trung tướng Tuân Sô vụng chèo khéo chống. Thông tấn xã Việt Nam trong bản tin Bộ Công an lý giải hàng trăm tỷ chênh lệch trong kết luận vụ Việt Á vào ngày 9 tháng 9 cho biết. Chiều ngày 9 tháng 9 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tuân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã lý giải rõ số tiền chênh lệch mà Việt Á đã chi để hối lộ cảm ơn quan chức. Cụ thể, trong kết luận điều tra, Bộ Công an đã xác định Việt Á hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng và chi ra hơn 106 tỷ đồng đưa hối lộ. Trước đó, cơ quan này cho biết vụ Việt Á kiếm lãi 4.000 tỷ đồng và chi 800 tỷ đồng để bôi trơn. Theo đó, đầu tháng 6 năm 2023, Bộ Công an cho biết Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng, nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, cơ quan điều tra nêu rõ số tiền mà Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền chi đưa hối lộ chỉ có hơn 106 tỷ đồng. Bộ Công an lý giải hàng trăm tỷ chênh lệch trong kết luận vụ Việt Á. Liên quan đến chuyện số tiền hàng trăm tỷ đồng của công ty Việt Á dùng để hối lộ, cảm ơn hay để tặng các quan chức lãnh đạo bỗng nhiên nó ngót đi gần 8 lần, chắc chắn sẽ không thuyết phục được dư luận và người dân Việt Nam. Đơn giản là vì điều luật số 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có quy định về tội đưa hối lộ như sau. Tội đưa hối lộ, người nào thực hiện hay qua trung gian đã hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào phía sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng cho đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiền, tài sản, lợi ích và vật chất khác trị giá từ 2 triệu cho đến 100 triệu đồng, bao gồm lợi ích phi vật chất. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm như có tổ chức, dùng thủ đoạn xảo quyệt, dùng tài sản nhà nước để đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn và phạm tội 2 lần trở lên. Và tiền hối lộ là tài sản, lợi ích vật chất khác có trị giá từ 100 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng. Tiếp theo là phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng tới dưới 1 tỷ đồng thì bị phạt tù 7 năm đến 12 năm. Như vậy, theo những quy định trên thì người phạm tội đưa hối lộ có thể bị phạt tiền hay phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm tùy mức. Do vậy, chẳng dại gì mà chẳng bao giờ người một công ty Việt Á cố ý khai vống và khai tăng số lượng tiền đưa hối lộ để phải nhận bản án nặng hơn cho mình. Đó là điều cuộc đời không bao giờ xảy ra. Nhận cảm ơn 200.000 đô la từ Việt Á nhưng Trung Quốc Anh vẫn vô tội. Theo Trung tướng Tuân Sô giải thích, sau khi khởi tố vụ án Phan Quốc Việt và các bị can liên quan đã khai công ty Việt Á có doanh thu và lợi nhuận khoảng 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt đã dành khoảng 20-25% trong tổng số này là tương ứng khoảng 800 tỷ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các đơn vị đối tác mua kit xét nghiệm và vật tư thiết bị y tế khác. Đó chỉ là lời khai ban đầu, nhưng sau khi có kết luận điều tra ban ngành vào ngày 17 tháng 8, những con số này có sự chênh lệch rất lớn. Mà theo tướng Tuân Sô, có sự chênh lệch đó là do quá trình điều tra đã làm rõ thêm được nhiều nội dung khác nhau. Cũng theo Trung tướng Tuân Sô, trên tinh thần trọng chứng hơn trọng cung, do đó chỉ khi nào có đủ căn cứ chứng minh việc đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền, mới có thể khởi tố điều tra và đề nghị truy tố với tinh thần chứng cứ rõ ràng đến đâu thì kết luận đến đó. Chắc chắn một điều là số tiền đưa hối lộ của Việt Á cho các quan chức giảm khoảng 8 lần thì số lượng các quan chức nhận hối lộ cũng giảm theo tỷ lệ thuận. Với lý do đó, chia sẻ về việc vì sao cùng hành vi nhận tiền mà các bị can bị khởi tố và những tội danh khác nhau, Trung tướng Tuân Sô giải thích tiếp. Có bị can đặt yêu cầu, thỏa thuận, đặt điều kiện với được đối tượng đưa tiền và họ nhận tiền xong mới xử lý việc. Có những bị can họ không đưa yêu cầu, điều kiện, thỏa thuận nào trong việc xử lý mà họ nhận tiền, nhận quà sau khi xong việc. Như vậy, hành vi, hành động khác nhau trong việc nhận tiền sẽ bị xử lý khác nhau. Chủ trương chống tham nhũng, nhân văn của ông Tổng Bí Thư. Như vậy thì đã rõ, lấy dẫn chứng như trường hợp của cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung Ngọc Anh, người có liên quan đến vụ Việt Á. Ông Anh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bị can và xám xét nơi ở, nơi làm việc do đã nhận 200.000 từ Phan Quốc Việt. Vậy mà cuối cùng, Bộ Công an lấy lý do khi nhận 200.000 đô la, Trung Ngọc Anh đã nói tớ cảm ơn. Nên số tiền đó là quà biếu chứ không phải là tiền đưa và nhận hối lộ.
nếu Trung tướng Tô Ân Sô và Bộ Công an vận dụng phương châm của Tổng Bí thư chỉ đạo là cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt vân vân, thì nói thẳng rằng công luận đã rõ. Sao cứ phải vòng vo tam quốc để mà lấp liếm cho mất thì giờ. Người Việt Nam thường có câu đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Điều đó có nghĩa là khẳng định sự thật chỉ có một, cũng giống như câu thành ngữ một nửa cái bánh mì là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đại án Việt Á chạy tội cho quan tham Trung tướng Tô Ân Sô vụng chèo khéo chống. Khi Bộ trưởng Văn hóa là kẻ vô văn hóa, đòi chấn hưng văn hóa, đất nước sẽ đi về đâu? Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch cho biết cần tới 350.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Điều này đã khiến cho công luận lặng người trước sự coi rẻ tiền bạc của lũ quan, ăn không chừa một thứ gì của dân. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung của chương trình vừa kể trên sẽ hướng tới những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Ở cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Với mục tiêu để có ít nhất 75% người dân, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia hoạt động văn hóa. Cần tới 350.000 tỷ đồng để chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Hàng năm có khoảng 20-30 tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước, đầu tư cho văn hóa ít nhất là 2% tổng chi ngân sách hàng năm. Thực hiện tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP mỗi năm. Về dài hạn đến năm 2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu 100% thư viện đảm bảo điều kiện hoạt động, 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc đơn vị công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Chương trình cũng đề ra mục tiêu tới năm 2035 có 5 trường đại học trọng điểm và 2 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu điện ảnh, văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Trong số 350.000 tỷ đồng đầu tư cho công trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, riêng giai đoạn 2025 đến năm 2030, đầu tư khoảng 182.000 tỷ đồng. Giới nghiên cứu văn hóa đưa ra nhận xét cho rằng, với lối liệt kê tràng giang đại hải, các mục tiêu chương trình mang tính chung chung của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 chỉ là một sự phô diễn hào nhoáng, là mục tiêu cuối cùng của lãnh đạo của bộ này hướng tới chỉ là khoản hoa hồng 20% nhân với 350.000 tỷ đồng, nó tương đương với khoảng 70.000 tỷ đồng để các quan tham chia nhau. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng đi bên trong để khách quốc tế Ibrahim, Thủ tướng Malaysia thì phải đi bên ngoài thảm đỏ khi đón ông ở sân bay. Song điều người ta lo ngại hơn là với tư cách trình độ của ngài Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì cuối cùng số tiền vốn đầu tư thực hiện chương trình trên rồi cũng đổ xuống sông, xuống biển. Hơn nữa, làm sao có thể tin được một Nguyễn Văn Hùng, kẻ mang hàm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, mà không hề có chút văn hóa nào? Đó là câu chuyện ông Bộ trưởng Hùng tranh thảm đỏ của Thủ tướng Malaysia, là quốc khách của nhà nước Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, nhiều tờ báo Việt Nam đăng những hình ảnh cho thấy ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ra sân bay để đón khách, nhưng lại giành lấy thảm đỏ. Đó là buổi đón tiếp ông Thủ tướng Ibrahim của Malaysia ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Những tấm hình kể trên đã khiến cho dân cư mạng xấu hổ và đưa ra các chỉ trích cho rằng ông Nguyễn Văn Hùng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa mà lại vô văn hóa.
khi dám bước ngang hàng và trò chuyện như bạn bè với Thủ tướng Malaysia mà còn lấn chỗ đẩy ông Ibrahim phải bước sang một bên trong chân ngoài ở thảm đỏ. Câu chuyện này dường như đã khiến cho các cận vệ của ông Ibrahim bước theo sau tỏ vẻ bực tức khi thấy sự thất thố của Bộ trưởng Bộ Văn hóa nước chủ nhà dành cho quốc khách. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Đỗ Hùng Việt, người cũng có mặt tại buổi đón Thủ tướng Malaysia cho biết, theo nguyên tắc ngoại giao, Bộ trưởng Hùng có vị trí thấp hơn nên không được phép đi ngang hàng với ông Ibrahim, mà phải đi đằng sau ít nhất một bước trần. Nhiều di tích lịch sử quốc gia sẽ được tôn tạo, trong đó có di tích Đền Trần, tỉnh Nam Định. Còn Facebook, Ngô Huy Cương ngán ngẩm bình luận về sự việc này cho rằng, cán bộ ta phần nhiều trưởng thành từ cơ sở đi lên, chưa có hiểu biết nhiều về nguyên tắc ngoại giao, quen sống bỗ bã để chứng tỏ hòa mình và quần chúng, nên quên việc họ phải đang tiếp đón khách quốc tế. Trong khi đó, một cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đề nghị giấu danh tính cho biết ông Nguyễn Văn Hùng trưởng thành từ cán bộ đoàn cấp xã lên cấp huyện sang cấp tỉnh, rồi dễ nhảy vào ghế bí thư tỉnh ủy Quảng Trị do có hậu thuẫn của bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, từ một cán bộ xã tàu của biết chi mô được giữ chức bộ trưởng bộ văn hóa mà không hiểu biết tối thiểu về phép tắc ngoại giao là điều dễ hiểu. Chương trình chấn hưng và phát triển văn hóa với đề nghị chi một khoản tiền khổng lồ lên tới 350.000 tỷ đồng. Nếu đối chiếu số tiền ngân sách chi cho giáo dục và y tế mỗi ngành chỉ khoảng có 7.000 tỷ đồng. Vậy 350.000 tỷ đồng tương ứng với chi cho giáo dục được những 50 năm. Tại sao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xúc tiến một chương trình chấn chỉnh văn hóa phong bì? Tình trạng đang tồn tại ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi cấp và mọi tầng lớp, nơi nào cũng nhàn nhàn. Mà thực hiện điều đó thì chắc chắn chẳng tốn kém bao nhiêu, trong khi trường học và các cơ sở y tế thì đang thiếu trầm trọng. Sao nhà nước không dành ngân sách để đầu tư cho phúc lợi xã hội và cho nhân dân? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê ngày hôm nay với bản tin Khi Bộ trưởng Văn hóa là kẻ vô văn hóa, đòi chấn hưng văn hóa, thì đất nước sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đê.